có chuyện nhờ anh giúp đỡ, hãy cưới em đi. Lúc đó em bất ngờ thì bắt đầu em mới hỏi là lý do tại sao mà Hiến muốn Toàn làm chồng của Hiến. Thì cô gái này trả lời một số cái trả lời mà chạm tới cái trái tim của rồi em. Ví dụ người phụ nữ này nói câu đó là em cảm nhận anh là có đạo đức, rồi lại có muốn phấn đấu trong cuộc sống rồi đó. Thì vừa nghe xong từ đạo đức thì thấy hình như có người nhận ra mình. Thì sau này em mới biết là vợ em được huấn luyện chốt sale rất là hay. Dạ. Mà lúc đó là vợ chồng còn quá son đúng không? Dạ. Mà chưa có con mà để vợ ở nhà một mình trong vòng có khi cả tháng như vậy á, thì cũng rất là may mắn cho em á, là em gặp cái cô vợ cổ hủ. Chứ còn nếu mà vợ hiện đại chút xíu là mất vợ rồi. Thì sau này em mới học tập nhiều thì em mới hiểu được cái đạo lý đó là kinh doanh gia đình nó quan trọng hơn kinh doanh bên ngoài. Thì sau này em bắt đầu cũng có sự thay đổi. Kinh doanh gia đình là có nghĩa là làm cho cuộc sống mình hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn, gia đình yêu thương thì sự nghiệp của mình chắc chắn sẽ thành công. Đó. Dạ, lần đầu tiên là gặp ở quán cà phê anh. Được một người em giới thiệu là anh này giỏi về kinh doanh, rất là đam mê làm ăn. Nói chung là được giới thiệu là anh này là người có chí thú làm ăn. Và khi gặp thì em không có ấn tượng gì hết á. Tại vì lúc đó anh ốm, đen, rồi tóc thì hơi bù xù một chút. Rồi quần áo thì thấy hơi xốc xếch, giày thì thấy hơi lê lết một chút. Ủa lúc đó là cách đây bao nhiêu lâu rồi? Dạ cũng khoảng 7 năm. Lúc đó là em phải làm dinh dưỡng cho Toàn. Dạ chưa. Dạ hèn lúc đó là em kinh doanh. Vậy thì em nhìn cái hình thức bề ngoài là thấy là không có được trên trung bình rồi đúng không? Dạ nói chung là cũng không phải gặp để mà tìm một đối tượng nên là cũng không có một cái gì gọi là điểm nhấn hết. Không có một còn gì Toàn gặp Hiến như thế này. Trong mắt của em thì không có ấn tượng đối với người phụ nữ này. Tại vì lúc đó em mới chia tay bạn gái. Thì trong đầu của em cũng không có ý tưởng hay là suy nghĩ cái điều gì đối với phụ nữ nhiều. Nên là lúc thời điểm đó em gặp người phụ nữ này thì thấy cũng không có ấn tượng lắm. Chỉ là tiếp xúc, giao tiếp, xã giao thôi. Có nghĩa là hai người gặp nhau á, với một thái độ rất là lãnh đạm thờ ơ. Coi như biết nhau vậy thôi. Dạ. Đúng không? Dạ. Thì lý do tại sao mà hai người lại có thể đến được với nhau? Khoảng gần một năm sau đó. Lúc đó là ông xã em là bắt đầu nghiên cứu về dinh dưỡng. Thì em nhờ đến để chăm sóc sức khỏe cho mẹ em. Dạ. Và giống như là đây là một cái mối lương duyên, em nghĩ vậy. Tại vì hình ảnh của người này thì không phải hình mẫu ở trong đầu của em về một người chồng. Nhưng mà sau cái cuộc gặp trò chuyện với mẹ em thì em cũng không biết là cái chuyên gia dinh dưỡng này nói cái gì. Nhưng mà khi về thì mẹ em nói là mẹ thấy cái người đó được đó, dễ thương đó, mà giỏi giang nữa, rồi thấy nói chuyện đâu cũng lễ phép, vậy sao không chịu? Là do tác động của mẹ. Tại vì lúc đó gia đình em rất là hối em là lập gia đình đi. Nhưng mà mình cũng mới vừa chia tay bạn trai được khoảng thời gian ngắn. Nên là giờ mình cũng chưa có cái đối tượng mới. Rồi về phía em thì sao? Em đến nhà em chăm sóc cho bác đúng không? Dạ. Thì là em chắc chắn là em sẽ phải gặp mặt cô này thường xuyên rồi đó. Dạ cũng tiếp xúc nhưng mà không thường xuyên. Khi đó thì em chỉ có nhận một cú điện thoại. Thì của Hiến lúc đó em gọi bằng chị. Tại vì trong mắt của em thì em thấy hơi cứng rủi chút xíu nên em gọi bằng chị. Thì lúc thời điểm đó thì Hiến điện cho em thì nói là có việc á, là cần nhờ anh giúp đỡ. Thì em nói là có chuyện gì thì chị cứ nói. Thì nó hẹn ra uống nước mía. Thì lúc vừa hẹn ra uống nước mía, lúc đó em vẫn gọi bằng chị. Thì bà xã em mới thuyết phục em là kêu em gọi bằng tên đi. Thì sau đó bà xã em mới nói đó là có chuyện nhờ anh giúp đỡ, hãy cưới em đi. Ủa sao quyền ảo vậy? Nghe bất ngờ. Dạ bất ngờ. Lúc đó em có cú sốc rất lớn. Tại vì học ấn tượng em đối với người phụ nữ này cũng không có. Nhưng mà sau đó thì sao? Không, mình hơi bất ngờ chỗ Hiến là sao lại là em lại đề nghị một cái việc mà nó quá lớn như vậy? Em thấy nó giống như một lời cầu hôn vậy đó anh. Trên đường đi em có suy nghĩ là em sẽ ghé một cái shop hoa nào đó, em sẽ mua một bông hoa nữa. Nhưng mà em thấy vậy nó xến quá nên là thôi, là nói không thôi. Thôi vậy đó hả? Trời ơi, bất ngờ quá. Chị rất là bất ngờ luôn. Anh có thể là đưa vào kịch đó, có thể là đưa vào kịch bản mà. Hay là cái gì đó. Nguyễn Sương Mù. Nguyễn Sương Mù. Ok, cái chuyện đó chuyện riêng. Hơi bất ngờ. Dạ, lúc đó em bất ngờ thì bắt đầu em mới hỏi là lý do tại sao mà Hiến muốn Toàn làm chồng của Hiến. Thì cô gái này trả lời một số cái trả lời mà
chạm tới cái trái tim. Trái tim của rồi em. Ví dụ người phụ nữ này nói câu đó là em cảm nhận anh là có đạo đức, rồi lại có muốn phấn đấu trong cuộc sống rồi đó. Thì vừa nghe xong từ đạo đức thì thấy hình như có người nhận ra mình. Thì sau này em mới biết là vợ em được huấn luyện chốt sale rất là hay. Em đang suy nghĩ thì bà xã em mới nói là gì, cho anh 7 ngày để suy nghĩ. Thì sau đó thì em suy nghĩ 3 ngày thì em quyết định em điện thoại, em nói là được rồi, để anh cưới em. Anh nói là tôi gọi đây, tôi gặp biết bao nhiêu cặp vợ chồng rồi. Dạ. Nhưng mà hầu hết cặp vợ chồng họ đi đến hôn nhân là xuất phát từ cái việc họ yêu, hay là họ có một cái quá trình họ phải tìm hiểu rồi nó đến được với nhau và cưới với nhau. Mà đây là lần đầu tiên không hề yêu nhau, đúng không? Dạ. Nhưng mà lại là một cái sự quyết định nó là táo bạo như vậy. Ba ngày là quyết định. Dạ. Anh đồng ý cưới. Cái em. Giây phút đó thì em cũng mới vừa chia tay bạn gái quen 6 năm. Thì em thấy việc yêu đương nữa thì hình như nó cũng không có thời gian. Không, nhưng mà chị thích cái chi tiết của vợ chồng em như vậy nè. Vợ thì nhận ra được rằng chồng mình là người có đạo đức. Còn chồng á thì cảm nhận được là có người nhận diện ra mình, tức là cái đạo đức của mình. Mà cái đó là cái cơ bản nhất. Có nghĩa là thực ra họ yêu đương cũng chỉ để tìm hiểu được một cái cạn nguồn nhất mà phù hợp với mình. Thì là tụi em đã nhận ra liền rồi. Rồi sau này là thú vị hơn nữa là vợ em lại là người sale rất là giỏi. Cho nên là mọi chuyện diễn ra rất nhanh và rất bền chặt. Anh chị biết không, lúc mà em nói cái câu đó xong đó là trong lòng em thấy ngại lắm. Giống như là mình không biết ông này ổng có suy nghĩ là mình đang có bầu với ai đó, mình nhờ ổng gánh giùm không, đang sợ như vậy đó. Nhưng mà thật sự là lúc đó là chỉ muốn cưới chồng thôi. Nhưng mà chồng em nhận diện ra cái điều đó liền mà. Thì nền tảng cơ bản là chồng em là người có đạo đức. Thành ra là anh nghĩ là ai cũng như vậy, không có lừa gạt mình, không có dối gạt mình. Rồi sau đó bao lâu thì bắt đầu mới tiến hành đám cưới? Khi đó thì tụi em á là tiến hành á là sống thử với nhau. Để tập cho nó hợp với nhau á chị. Em đi chăm sóc sức khỏe nhiều, em thấy hạnh phúc gia đình bị đe dọa khi tình dục có vấn đề. Nên là em muốn cải thiện cái đó trước khi cưới nhau. Đó có nghĩa là tụi em phải thực sự thuộc về nhau, thực sự hòa hợp với nhau về mọi phương diện, đúng không? Đó thì giờ có hợp không? Dạ thì ba đứa con. Em có biết hợp không? Không biết nó hợp hay không mà ba đứa con rồi đó. Dạ. Ủa, bây giờ là em đang... Dạ bé thứ ba được 2 tháng tuổi đó. 2 tháng. Dạ là đứa thứ ba. Đứa đó là đứa thứ ba. Rồi vậy là tin tưởng em rồi đó. Tại vì đứa thứ ba mới 2 tháng mà vậy là quá ngon rồi. Sau đây chị em mình gặp riêng nha. Gặp tôi nữa nghe. Cứ thử cái này trước đi rồi tới tôi nghe. Dạ. Rồi như vậy là tụi em lấy nhau được bao lâu rồi ta? Dạ gần 5 năm. Rồi bây giờ vậy nè, tụi em đã sống thử như vậy rồi. Tức là những cái về mặt mà bên ngoài đi, về mặt thực thể này đi, đó là nó phù hợp rồi. Cho nên Thành có 3 đứa con rồi. Nhưng mà về mặt suy nghĩ á, thì tụi em có giống như là cái hòa hợp kia không? Tức là suy nghĩ tụi em có hòa hợp nhau. Cái thời điểm mới ở chung với nhau thì nó thật ra tư tưởng nó hơi khác nhau. Đúng rồi. Dạ. Giai đoạn đó em cũng bị sốc lớn trong cái cuộc sống. Khác nhau về điều gì? Về tư duy, về cái cách nghĩ. Cụ thể nó là cái gì? Em thì tính em thì thích người khác khích lệ mình. Có nghĩa là người ta khích lệ mình thì nó sẽ cuộc sống em sẽ tốt sẽ hơn, sẽ có động lực hơn. Dạ. Thì bà xã em có những giây phút em đi giảng dạy thì vợ em ngồi bên dưới. Thì có những lúc em về em hỏi vợ em là cảm nhận về cái buổi đó sao, đóng góp cho em. Thì em nhận rất là nhiều lần thì tất cả là đóng góp, không có khích lệ. Nên em cảm thấy nó... Chỉ có phê bình thôi. Phê bình thôi. Chứ giờ nó quỵt tẹt là có bị chê không? Chê. Còn Hiến thì sao? Dạ, lúc đầu mình ở nhà trọ có một mình nè. Thì nó hơi cô đơn, mình nghĩ là có chồng thì sẽ vui hơn. Rồi sẽ được cùng với nhau làm những công việc này nọ, suy nghĩ vậy. Nhưng mà khi có chồng về cái mình thấy mình giống như ô xin vậy anh. Lúc đó là em đã đi làm chưa? Dạ em cũng đi làm. Nhưng mà em vừa phải đi làm việc của em và ở nhà em vẫn phải coi sóc nhà cửa. Dạ. Con cái. Dạ. Và tự do em cảm thấy mình giống như ô xin vậy đó. Dạ. Và chính vì vậy mà em không thèm khích lệ chồng mà em cố tình em tìm cách chê bai. Cho đỡ thấy ghét, đúng không? Dạ không, cái đó là tính cách của em như vậy. Phong cách của em có nghĩa không là không khích lệ. Là vợ chồng cái nào tốt là ok, không cần phải nói nữa. Cái nào chưa tốt góp ý để phát triển tốt hơn. Nhưng mà em thấy chồng em tốt không? Tốt nhiều không trong tất cả những cái? Dạ lần... nhiều cái tốt lắm chị. Nhưng mà còn những cái nhỏ nhỏ nó chưa tốt đó, cái em góp ý những cái nhỏ đó cái... Mà em không hề ngợi khen những cái tốt. Mà dạ, em chỉ có moi những cái mà chưa tốt ra để cho chồng em nghe. Đó là một cái khác nhau đúng không? Dạ. Nhưng có khi nào mà em bị sốc bởi anh này không? Nói chung là cũng sốc nhiều lắm anh. Giống như là hai vợ chồng đi làm về mệt, rất là mệt luôn. Nhưng mà lúc thời điểm đó là giặt đồ bằng tay á anh. Về cái, anh đọc sách.
Cái xong cái mình đi giặt đồ, cái ảnh làm ảnh đọc sách, cái nói anh ơi thôi vậy anh đọc đi, chừng nào em giặt xong anh ra phơi phụ em nha. Cái em giặt đồ xong cái nhìn lại ảnh ngủ rồi, cái lúc đó em hụt hẫng vô cùng luôn. Tức là anh vừa thích đọc sách mà vừa thích ngủ. Dạ đúng rồi chị. Dạ cái ảnh ngủ luôn vậy đó. Cái xong cái bắt đầu em phơi đồ rồi bắt đầu em khóc, em khóc tới lúc phơi đồ xong vô ngủ cái em khóc hoài, em không ngủ được. Em khóc chừng nào ảnh thức dậy em mới thôi khóc. Dạ. Nhưng mà còn cái nào mà sốc hơn cái đó nữa không? Dạ. Như có cái nào anh bỏ em anh đi xa không? Nói chung là cũng tập cho em thích nghi dần anh. Giống như ban đầu em mới về á là ảnh đi 3 ngày, cái ảnh thấy em quen rồi ảnh tăng lên 5 ngày. Cái vài bữa em quen ảnh tăng lên 7 ngày, cái ảnh lên 10 ngày, cái 15 ngày, cái ảnh đi 1 tháng luôn. Rồi những lúc đó em làm gì? Dạ. Em cũng không biết là ai mách bảo em, em cũng không biết gì sao nữa. Cái mỗi ngày em đi lên thắp nhang bàn thờ, cái em mép ba chồng em. Tâm sự với ba chồng, thắp nhang xong rồi tâm sự với ba chồng. Cái em đứng đó, cái em thắp nhang, cái em nói, cái em khóc. Em kể hết gì đó. Giống như hai vợ chồng cãi nhau cũng vậy, cái em lên đứng thắp nhang, em kể hết. Cái xong cái em hết khóc, em đi xuống. Em dạ. Sau mỗi lần tâm sự với ba xong, thắp nhang ba xong, chồng có thay đổi được miếng nào không? Thời điểm đó thì em không để ý liền chị. Nhưng mà sau một khoảng thời gian thì em thấy có sự thay đổi lớn. Nhưng mà em đi đâu vậy? Gia đình của em, cảnh sống gia đình, hạnh phúc gia đình đó, từ nhỏ nó kém lắm. Em chứng kiến nhiều cái cảnh mà nó không phù hợp giữa ba mẹ em. Nên em có một cái kỳ vọng là làm sao cho gia đình của em nó hạnh phúc. Thì khi về mà cuộc sống không hạnh phúc thì em cảm thấy hình như mình nó chưa đủ cái sự tư duy về trải nghiệm đó. Thì em tham gia những cái khóa học. Em thường lâu lâu em cũng có đi nước ngoài em học về hạnh phúc gia đình. Thì thay vì em chọn giải pháp là thay đổi bà xã của mình hay thay đổi cái gì đó, thì em đi chọn cái cách học tập để thay đổi bản thân mình. Thì về lại thì em thấy là thay vì thay đổi cái gì đó thì thay đổi bản thân mình tốt hơn là nó đúng hơn. Chị hỏi vợ nè, cái thời điểm đó đó em có hiểu được là chồng em làm cái việc như chồng em vừa nói không? Dạ, lúc thời điểm đó thì em cũng chưa hiểu đâu. Nhưng mà thật sự là buồn bởi vì là chồng hay đi bỏ mình ở nhà một mình thôi. Rồi, chị hiểu rồi. Nhưng mà những cái thời gian đó có khi nào em cảm thấy rằng em bị lung lay không? Không còn cái niềm tin đối với chồng của mình nữa. Dạ không, mẫu người của em á là mẫu người hơi cổ một chút, có nghĩa là có chồng là sẽ đi theo chồng. Nên em hay nói vui với ông xã em á là em bây giờ sống làm dâu nhà họ Trần và chết thì làm ma nhà họ Trần. Em hay nói vui như vậy. Nhưng mà tụi em rơi vào tình trạng đó trong bao nhiêu lâu? Bây giờ là 5 năm đám cưới rồi nè. Chắc cũng khoảng cỡ năm mấy hai năm. Đầu năm tiên mấy. Dạ. Năm mấy hai năm đầu là tiên sau cưới nhau. Dạ. Dạ. Thì có nghĩa là gần 2 năm trời tụi em rơi vào cái tình trạng như vậy. Dạ. Mà lúc đó là vợ chồng còn quá son đúng không? Dạ. Mà chưa có con mà để vợ ở nhà một mình. Dạ. Trong vòng có khi cả tháng như vậy á, thì cũng rất là may mắn cho em á, là em gặp cái cô vợ cổ hủ. Chứ còn nếu mà vợ hiện đại chút xíu là em mất vợ rồi. Dạ. Em chưa kịp thay đổi bản thân thì em đã mất vợ rồi. Có bao giờ hối hận gì mình đã kết hôn sớm quá không? Thật chất thì lúc đó em chưa nghĩ em có vợ. Nhưng mà khi nghe vợ em muốn hỏi cưới em thì em nghĩ người phụ nữ này chấp nhận được cái cảnh sống sau này. Thì tại vì em mục tiêu phấn đấu của em trong cái công việc rất cao. Dĩ nhiên thì cũng lo cuộc sống gia đình. Thì sau này em mới học tập nhiều thì em mới hiểu được cái đạo lý đó là kinh doanh gia đình nó quan trọng hơn kinh doanh bên ngoài. Thì sau này em bắt đầu cũng có sự thay đổi. Kinh doanh gia đình là gì? Có nghĩa là làm cho cuộc sống mình hạnh phúc. Con cái ngoan ngoãn, gia đình yêu thương thì sự nghiệp của mình chắc chắn sẽ thành công. Đó. Hay á. Thôi giờ qua cái phần mà hôn nhân đi. Đúng rồi, bây giờ tới cái phần mà... kinh doanh gia đình đi. Dạ. Bây giờ sao? Em thấy rằng là sự kinh doanh của em đó nó hoàn hảo không? Tức là em cưới một cô vợ hoàn hảo, không có tật xấu gì không? Dạ thì em thì từ nhỏ em được giáo dục là khách đó, đến với nhà mình đó làm cho mình giàu có. Em được giáo dục cái đó. Nên mà khi mà vợ em về cưới về thì khách khứa loại nhà thường xuyên thì vợ em khó chịu. Thì em cũng không hài lòng với cái tánh đó. Thì nên em cũng làm cho vợ em cũng nhức đầu lắm. Đó là em thường hay mời khách về nhà chơi. Có những lúc á lỡ 3-4 ngày tới 5-7 ngày để cho vợ em thay đổi dần. Thì em nghĩ là tới nay 4 năm, 3-4 năm thì cũng thay đổi. Có nghĩa là bây giờ là khách tới là vui vẻ rồi. Dạ. Có nghĩa trước đây thì có cái tật đó. Dạ. Nhưng mà bây giờ là hết. Dạ. Rồi sao nữa? Em cũng không có đòi hỏi gì nhiều nhưng em thấy vợ em vậy là tốt lắm. Vợ là số 1 rồi ha. Hiến, Toàn thì sao? Em giống như là một cái dụng cụ để cho ảnh cải thiện ngứa răng đó anh. Dạ. Ảnh hay cắn hả? Dạ đúng anh. Ảnh cắn em trường kỳ kháng chiến luôn. Hèn gì cái hàm răng của ổng người thấy ghét không? Dạ.
nhưng mà lúc mà vợ chồng nằm ôm nhau hay là giỡn hay là gì đó cắn thì thấy bình thường, cái có lúc mình đang đứng rửa chén vậy lại ôm cắn một cái thiệt là đau vậy đó, nhiều khi ngứa núa em. Dạ chắc vậy. Dạ đó. Em từ nhỏ em bị cái đó thích cắn lắm hả? Sau này em cải thiện mới hết chứ hồi đó là bạn thân của em là tất cả đều bị em cắn hết. Có cắn con không? Dạ con thì không dám cắn. Con của em nó có giống em không? Nó thích cắn không? À có một đứa con trai nó giống em. Rồi xong bé đầu tiên được khoảng hơn tuổi đó là lúc đó bé cắn em, cái xong cái ông xã cắn em nữa, cái hai người cắn cùng một chỗ anh. Cái em khóc. Nhưng mà Lý còn bị cắn là ghiền phải không? Dạ không, đau lắm anh. Cắn nhẹ nhẹ mới ghiền. Thay đổi cái đó không? Bây giờ hết rồi chị. Bây giờ hết. Vì vậy em mong muốn chồng em thay đổi gì? Chồng em có cái tính dễ thương á, là xỉa răng xong rồi cái nằm ngủ luôn á. Lúc mà em dọn dẹp phòng á là xung quanh đó tâm xỉa răng nhiều gì đó. Mà bây giờ có con nhiều quá đó nên là em chỉ mong muốn chồng em duy nhất cái đó là xỉa răng xong đi dục rồi hả ngủ rồi. À rồi. Chị thấy vậy nè, bạn chồng của em á là một người có nhiều những cái tư duy rất là đặc biệt. Hôm nay á, bản thân khi mà nghe bạn chồng nói chuyện á, chị cũng thấy rút ra được rất nhiều những cái bản thân mình cũng cần phải thay đổi. Ví dụ như cái chuyện mà khách đến nhà, thực sự mà nói cái bà vợ nào bà cũng có cái bệnh đó trơn. Không phải là mình ích kỷ gì, nhưng mà tại vì mình mệt lắm, dọn dẹp xong mệt. Nhiều khi mình mệt mình vẫn phải cười nói, mình vẫn phải mời chào. Rồi sau đó dọn dẹp nên mình bị mệt thôi. Chứ còn mình yêu chồng là mình phải quý bạn của chồng rồi, cái đó là chắc chắn rồi. Nhưng mà nãy nghe chồng em nói là chị cũng phải thay đổi cái tư duy đó. Đó rồi là cái kinh doanh gia đình là chị rất là thích. Cái đó là cái mà có khi cả một đời không làm được cái điều đó, và phải phấn đấu cả đời để làm cái điều đó. Cho nên là ngày hôm nay thay vì phải khuyên tụi em, mà chị phải rất cảm ơn vợ chồng em đã mang đến những cái kinh nghiệm rất là hay cho bản thân tụi chị cũng như là chương trình và quý vị khán giả đang xem. Cảm ơn tụi em rất nhiều. Cảm ơn bạn. Cảm ơn em. Sao mày không chịu quen ai đi? Cô dâu đã chuẩn bị sẵn rồi mà chưa có chú rể thôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ gặp gỡ tiếp một cặp vợ chồng để xem họ mang đến những câu chuyện thú vị gì đây. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Rồi, chào hai em. Chào chị Hồng Vân và anh Thuận và khán giả. Dạ, em tên là Nguyễn Văn Dương. Em làm nhân viên kinh doanh. Hôm nay em 33 tuổi. Thế còn em, cô dâu màu tím. Dạ, em tên là Phù Kim Thúy. Em năm nay 30 tuổi, là nhân viên văn phòng. 30 tuổi, à. Bạn này là 32. Dạ. Thế hai bạn thì lần đầu tiên gặp nhau như thế nào? Bạn thân của em á, thì một cô thì đã vừa mới cưới chồng và một cô thì chuẩn bị cưới chồng. Em thì vẫn còn ở không. Thì hai đứa nó mới nói là sao mày không chịu quen ai đi, sao mày kén chọn quá. Em mới nói là có kén chọn gì đâu, cô dâu đã chuẩn bị sẵn rồi mà chưa có chú rể thôi. À. Thì nó mới nói là nếu vậy thôi để tao tìm chú rể cho mày. Thì em mới nói là thì mày cứ tìm đi, được thì cưới luôn chứ không có quen lâu nữa. Cái nó mới nói là thôi được rồi, để nó về nó kiếm. Thì qua mấy bữa sau nó mới nhắn tin cho em, có anh này mới vô công ty, hơi lớn tuổi rồi, chắc cũng đâu sinh năm 79-80 gì đó. Em mới nói là kệ, tuổi tác không thành vấn đề, nói chung là hợp nhau thì quen thôi. Lúc đó mới hẹn nhau ra uống cà phê để giới thiệu. Thì lúc ra uống cà phê á thì em ngồi em chờ một tiếng đồng hồ chưa thấy mặt. Bắt đầu em nổi điên, em chửi, em rủa trong bụng. Em mới nói là con trai gì đâu mà chảnh chẹ, tác phong lề mề. Dạ đúng rồi, hẹn bạn gái ra uống cà phê mà lần đầu tiên gặp mặt nữa mà cho bạn gái chờ đợi như vậy, em không có thích rồi đó. Nhưng mà nghĩ là đồng nghiệp của bạn thân mình cho nên là thôi gặp cho vui. Tới chừng mà bạn tiếng sau tới. Đúng rồi, nhưng mà một tiếng sau tới là tại bạn em nó tới. Còn anh này là anh tới cũng trước đó một tiếng rồi. Nhưng mà hai đứa không biết mới gặp nhau. À, kể một câu chuyện rất là dài. Người ta mà kể cái đúng rồi câu chuyện rất dài. Tôi tưởng là anh này em xuất hiện, tiếng sau này em xuất hiện mà lộn guốc con quánh rồi không? Ai về hai người là cái câu chuyện nó đơn giản lắm, giống như hai người. Dạ đúng rồi, nhưng mà mặt mặt nhau, cái người này ngồi kế bên Lương là kế bên này. Cuối cùng lỗi của bà Mai. Đúng rồi, đó là này. Hai người không biết mặt nhau. Đó. Nhưng mà rồi sao lúc mà gặp nhau thì thích liền không? Dạ không. Không hả? Chờ một tiếng đồng hồ mà gặp nhau là không thích liền luôn. Dạ đúng rồi, không hết, tại không ấn tượng hết trơn rồi.
Không ấn tượng gì luôn hả? Dạ. Tại vì gặp nhau lần đầu tiên là bị chửi xối xả rồi. Sao mình ấn tượng nổi? Bạn này á thì bị chửi quá anh không ấn tượng. Nhưng mà em có ấn tượng không? Dạ không. Tại vì trong bụng đang rất là bực mình, cho nên là cũng không có ấn tượng gì hết á. Nhưng mà hai người đã không có ấn tượng tốt gì về nhau, cuối cùng cũng đâm đầu vô yêu mà lại dính. Em cũng biết tại lý do tại sao nữa mà em đi xin số điện thoại chị. Em nhắn là cái lúc đó là xin số điện thoại luôn. Dạ không, em về nhà rồi một hai ngày sau mới xin. À, xin bà Mai. Dạ đúng rồi. Nhớ lại cái lúc cái miệng nó chửi có duyên quá đó. Chửi mà chửi nghe đã quá. Cái miệng bằng này có duyên lắm nè. Chửi nghe đã. Nghe đã lắm không? Ủa duyên. Sau này lấy nhau về rồi bạn có chửi thường xuyên không? Dạ chửi chứ. Nghe những cái sướng sướng tai. Những lúc phải chọc cho vợ chửi á, nghe nó vui. Tại vì ở nhà mà đôi khi mà nó im ắng quá, nó buồn. Dạ thôi chút nữa mình ví dụ mà nghe chọc cho vợ chửi nè, với anh em mình không hợp nhau rồi. Rồi bao lâu thì hai đứa mới chính thức yêu nhau? Khoảng 3 tháng. Coi như là quyết định là 3 tháng sau là quyết định quen nhau. Dạ, rồi quen rồi. Bao lâu thì mới là cưới? 3 năm. Trong 3 năm đó là có bao nhiêu sóng gió? Sóng gió thì không có nhiều anh. Em chỉ có cái em mê đá banh đồ này nọ. Chia tay người yêu cũ cũng gì đá banh. Ồ, dạ, đúng sao? Tại vì người yêu cũ đá trong đội tuyển nữ hả? Không có ảnh dạ. Mê đá banh quá, ảnh quên. Dạ không, tại vì em đi đá banh cái đuổi em đi chơi em không đi. À. Bực quá chửi em nói thôi về chia tay đi. À, thôi chuyện này đi. Nhưng mà rồi em có bị tình trạng vậy không? Dạ không. Nói chung là ảnh rút kinh nghiệm đợt 1 rồi. À. Cho nên bớt lại xíu. Dạ. Bây giờ tụi em cưới nhau được bao lâu rồi? À, được hơn 1 năm rưỡi. Có em bé chưa? Dạ bé được 7 tháng rồi. À, là vậy? Em ở bên chồng hay là ở bên em? Dạ, thời gian đầu tụi em ở bên vợ rồi bây giờ tụi em ở riêng ra. À, ở riêng đúng không? Ôi vậy hả? Lúc mà mới lấy nhau là ở chung với bên nhà dạ. Vợ. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ là sống riêng rồi. Dạ. Thời gian ở sống chung nhà vợ được coi như lâu không? Lúc vợ em có bầu 6 tháng là tụi em dọn ra riêng. Tức là chỉ ở lúc mà từ lúc cưới cho đến lúc 6 dạ. tháng thôi. Ừ. Và trong thời gian 6 tháng đó thì có hòa hợp không? Lúc mà em sống với bên gia đình vợ thì em sống cũng bình thường, chỉ nói chung là mẹ vợ em rất là đứa rất là thương con cái, cho nên mọi thứ là mẹ vợ em lo hết. Ừ. Mà mẹ vợ em có thương em hơn vợ không? Có nhiều cặp vợ chồng vui lắm, mẹ vợ đứng về phe con rể. Đúng rồi. Chung là em thấy mẹ vợ em hết thương con cái lắm. Ừ. Mọi thứ đã lo hết rồi. Đúng rồi. Không, nhưng mà tí dụ gì nè, cái lúc mà em ở nhà mẹ vợ á, nhiều khi hai chồng cái lộn phải ghét á. Dạ. Rồi em có biểu hiện ra luôn cho mẹ vợ thấy không, hay là em phải giả bộ? Em ăn gì chưa? Có đó, em cái trường hợp có trường hợp đâu thì đúng rồi, hai chồng em nó chỉ là có gậy nhau giận nhau ở nhà không ai biết trơn á. À. Về phòng thì mới đường ai nấy đi thôi. Có nghĩa xuống ăn cơm và nắm tay dung dăng dung dẻ. Dạ, à, vừa ăn thường. Xong bước về phòng cái là đường ai nấy đi. Có gì không? Cũng không đến mức độ đó, nhưng mà nói chung là... Nhưng mà anh hỏi nè, có chiến tranh lạnh không? Dạ có, em là thường xuyên chiến tranh lạnh. Cái thời gian chiến tranh lạnh là nó dài không? Dạ dài nhất là khoảng tuần. Cái thời điểm mà dài nhất đó là lúc mới cưới về. Em có bầu, báo với ảnh là anh ơi em có bầu. Anh ơi, sợ. Như kỳ cha nội. Dạ không, tại có cái lý do. Giờ em mới thử tuần trước thì không có. Mấy tuần này thử có thì em tưởng đâu giỡn, tại vì đã thử qua rồi. Ơi dạ. Cô xào. Dạ em nói một xào. Chữ một thôi. Ê, xào. Rồi xào. Em giống rồi, như xào. Là bị tạt cái lạnh như mặt vậy đó rồi, cho giận. Nên là em lúc đó em giận nhưng mà em cũng nói lại đúng rồi, vậy chắc tôi có bầu với thằng khác. Lại quá. Dạ. Dạ. Cho nên là ông này ông giận ngược lại em. Rồi. Thế là hai đứa không nói chuyện với nhau luôn, là chiến tranh lạnh khoảng tuần. Ê cái chiến tranh lạnh của em là như thế nào? Không có nói chuyện với nhau nhưng mà giống như trước mặt người lớn là ngọt ngào. Nhưng mà chung phòng cho, để chị hỏi cho. Rồi lúc mà còn hai đứa ở trong phòng thôi thì mạnh thằng nào thằng đó ngủ hả? Hay dạ đúng, dạ đúng rồi, đứa nào ôm điện thoại chơi vậy đó. Rồi thiệt luôn á hả? Dạ. Thế mà em thì không sao, ông này dạ, thì ngủ em ôm cái ôm không à. Nhưng mà có chịu không? Nhưng mà sâu qua thời gian á thì mình vợ mình nói thì nói, nhưng mà mình thương thì mình vẫn thương. Cho nên là em vẫn chủ động em nói trước chuyện trước. Tức là em là cái người què dạ. trước, là em khều trước đó phải không? Dạ, đúng rồi. Chứ chịu gì nổi ông nội. Chứ lạnh, trời chứ lạnh ngắt mà sao được. À. Ông làm bộ ông lấy lý do tại vợ mình thương. Ừ. Sự tại cũng chịu không nổi. Lạnh là... À. Phụ nữ tụi tôi là cả năm, hai năm cũng được. Mà đàn ông là chừng một ngày, hai ngày là khều, đúng không? Có anh không biết anh? Bữa Linh tâm sự với chị mới biết. Cái bà này mới giật mặt anh hoài đó. Rồi bây giờ nè, hỏi nè. Cưới nhau về rồi ở chung nhà như vậy đó thì cái tật xấu của anh ấy là cái gì? Anh có một cái tật là không phải là tật nữa mà giống như cái tính cả nể, cho nên đôi khi ôm đờm hết tất cả những cái thiệt thòi vô mình. Tức là đối với người ngoài hay là đối với người trong gia đình? Đối với người trong gia đình hay đối với bạn bè, đồng nghiệp gì cũng vậy. Đều như nói vậy. Chung là cái tính cả nể của anh rất là lớn, ai nhờ gì anh cũng làm hết trơn á.
không, xin số điện thoại đi. Không có biết từ chối ai hết. Nói chung là cái con gì? Người không biết từ chối nhờ từ cái chối. Gì là làm liền. Ủa, anh nói anh nhờ kinh doanh không? Để giúp anh nhờ dạ mấy chuyện nha. Rồi có một cái tình cả nể thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi còn em? Vợ em thì không có gì để em chơi hết trơn á. Chỉ có cái là hay giận thôi. Giận thì không nói chuyện. Mà đôi khi có những cái giận em không biết lý do tại sao giận. Tức là hay giận hờn đúng không? Đối với ảnh là đôi khi em giận vô lý. Nhưng mà mình phải có lý mình mới giận. Giận hờn vô vơ. Rồi. Dạ đúng vơ. Rồi vậy giờ em muốn vợ em thay đổi chuyện đó không? Em cũng không biết có nên thay đổi hay không nữa. Tại vì vợ em nói là có lý. Tại vì mỗi người có cái cảm nhận riêng, cũng như em đi đá banh thì em nói là 4 giờ em về anh về. Mà đôi khi cái sân banh thì mình đá hay là cái thời gian di chuyển nữa nó không nói được. Cái 5 giờ mới về là cũng giận. Rồi. Có nghĩa là bớt giận hờn vu vơ đi. Còn nếu như em không muốn chồng em hiểu là vu vơ thì em phải nói thật thẳng lý do tại đó. Sao em giận. Còn em muốn chồng thay đổi gì nè? Thì em chỉ muốn ảnh là phải học cái nghệ thuật từ chối. Nghĩa là đừng có quá cả nể rồi ôm thiệt vô mình rồi. Là em chỉ muốn như vậy thôi. Thực ra là tụi em là một cặp gọi là quá là hoàn hảo rồi. Những cái điều mà vợ em muốn em thay đổi chỉ là để tốt cho em thôi. Em đừng có bỏ cái tính cả nể đó. Nhưng mà em phải biết dừng lại. Chọn lọc. Chọn lọc và ở cái thời điểm nào là tốt nhất. Đó, còn vợ thì cái việc mà vợ hay giận hờn này kia cái nọ đó đúng không? Thì nếu mà vợ đã nói như vậy rồi thì đâu phải vu vơ nữa. Mà nó phải có lý do chứ. Cho nên là không biết nói gì hơn là chúc tụi em hạnh phúc. Ok. Dạ. Ổng đeo kính đen, chắc mắt ổng bị lé rồi. Nghĩ trong bụng vậy đó, dẹp hơi cưng cưới xin gì hết đó. Về ổng nhìn đĩa rau, ổng bắt đĩa thịt gà. Bây giờ mời quý vị cho một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Rồi, xin chào hai em. Hai em có thể giới thiệu về mình? Xin chào anh Quốc Thuận, chào chị Ông Vân, chào khán giả cùng xem chương trình Vợ Chồng Son. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hoàng Như Nguyên, em đến từ Phú Thọ. Hiện tại em đang công tác và làm việc tại sân bay Biên Hòa. Và em là sĩ quan phòng không quân. Năm nay em 29 tuổi. Wow. Đó, sĩ quan phòng không không quân đó. Nguyên 29 tuổi thôi đó hả? Dạ. Vui ha. Cái chị còn nhớ hoài ngày xưa đó, chữ phòng không á là cái chữ mà gọi là giống như là em chưa có ai. Em ở phòng một mình em, có nghĩa là phòng không chiếc bóng. Phòng không chiếc bóng. Phòng không là khác à? Phòng không là khác. Phòng không quân á, tại vì đó là chị chưa có hiểu lắm cái chữ á, biết không? Tiếng Việt mình rất là phong phú đúng không? Phòng không. Còn bây giờ em đố chị khi mà có vợ có chồng rồi thì gọi là phòng gì? Phòng đôi. Phòng đôi. Cái giờ phòng gì? Đó. Rồi, mời em giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào anh Quốc Thuận và em xin chào chị Hồng Vân và chào quý vị và khán giả trong trường quay. Em tên là Đặng Thị Quỳnh Trang, hiện em 25 tuổi. Em đang làm nhân viên văn phòng và sinh sống làm việc tại Biên Hòa. Hai chồng đến từ Biên Hòa luôn. Dạ, đúng. Rồi, hai em lần đầu tiên gặp nhau là như thế nào? Để về lần đầu tiên hai vợ chồng em gặp nhau thì cách đây 4 năm. Tại vì lúc đó hai vợ chồng em quyết định cưới thì hai vợ chồng mới gặp nhau. Ủa gì vậy? Từ ngày yêu nhau đến lúc quyết định cưới thì mới gặp nhau, chứ chưa gặp nhau mà gặp có nhau là lần đi nào. Đến kết luận cuối cùng là mình sẽ cưới nhau thì mới gặp nhau. Còn bây giờ anh đoán nha, một là hứa hôn, hai là quen nhau trên mạng. Dạ đúng rồi, quen nhau trên mạng. Trời ơi, quen trên mạng bao lâu thì tụi em mới quyết định là gặp nhau ngoài đời? Dạ, chính xác là bọn em quen nhau trên mạng 3 năm. 3 năm luôn? Dạ. Wow, ngoài đời. Nhưng mà là cái thời gian quen nhau trên mạng là vẫn nhìn hình thấy nhau đúng không? À, dạ vâng, lúc đó thì vẫn webcam được anh ạ. Webcam chỉ một lần duy nhất. Chỉ một lần duy nhất. Dạ đúng rồi. Bây giờ trước tiên hỏi Nguyên nè. Nguyên nhìn thấy cô ấy qua webcam thì như thế nào? Tại vì lúc đó thì em cũng có người yêu rồi. Nhưng mà vợ thì gửi tin nhắn kết bạn qua cái trang web trường xưa. Của cái trang web đó thì em cũng chỉ là chấp nhận thôi. Tại vì đơn giản là ngày xưa em thích bộ đội. Nên cái từ khi cái trang web trường xưa em biết chơi á, là em cứ vô mấy cái trường bộ đội không à. Cái em thấy cái avatar của anh này nhìn mặt dễ thương mà nhìn cũng hiền hiền nữa. Xong em nghĩ chỉ có kết bạn để nói chuyện với các anh bộ đội xem như thế nào thôi. Chứ em không có nghĩ nhưng mà lý do gì mà em lại thích
các chú bộ đội? Dạ, tại vì em thấy bộ đội đa số là người điềm đạm, rồi tính rất là hay lo cho gia đình, rất là chu toàn, nên là em ao ước sau này chồng em sẽ là một sĩ quan quân đội. Rồi sau khi mà gặp nhau ngoài đời thì cảm giác nó như thế nào? Em được đi đón vợ ở bến xe. Lúc đó thì em đang bị đau mắt, cũng đeo một cái kính đen ra em đón vợ. Thì em bảo thôi, nếu như mà nhìn thấy cô đấy mà có vấn đề gì chắc thôi mình té luôn. Thế còn em thì sao? Dạ, lúc đầu á, là em xuống bến xe Mỹ Đình thì anh chồng em á, thì anh có bảo là nhà anh nghèo lắm, cái anh chỉ có mỗi cái xe cúp thôi. Cái em trong đầu xong em đi hỏi tất cả bạn bè xe cúp là như thế nào để ra còn nhận dạng. Thế người ta mới chỉ cái xe cúp. Thì ra em mới tìm anh nào mà mặc đồ bộ đội em đi xe cúp cơ, chứ không phải là đi một cái xe ga hay là một cái xe gì khác. Cái em đứng đối diện với ảnh rồi nè. Xong cái em nói không, chắc phải không phải ông này rồi. Ông này nhìn ác ác thì sao sao, không có tiền. Cái mà lại đeo kính đen nữa, bộ đội ai đeo kính đen bao giờ. Xong cái em gạt suy nghĩ đó ra. Ổng gọi nhưng mà lúc đó em sợ người ta cướp giật điện thoại trước bến xe á, là người ta cảnh báo. Xong cái em không dám nghe. Xong lại ông hỏi em có phải là Trang không. Bảo dạ đúng rồi em là Trang. Bảo anh là Nguyên nè. Xong cái em nghĩ ủa rồi xong rồi, đời mình coi như là tiêu rồi, mình quyết định cưới mà ổng nó đeo kính đen chắc mắt ổng bị lé rồi. Em mới nói thôi quản này thôi dẹp đi, không cưới xin gì hết á. Tự nhiên, nói với mình hả? Dạ đúng rồi, em nghĩ trong bụng vậy đó, dẹp thôi cứ không cưới xin gì hết á. Về ổng nhìn đĩa rau ổng gấp đĩa thịt gà. Đúng. Sau cái em ngồi sau cái đuôi xe, em không dám ngồi gần. Mà mặc dù đã ngỏ lời cưới rồi mà em không dám ngồi gần. Ổng kêu xích lại gần đi, rồi cái ôm eo anh nè. Xong cái em kêu thôi em ngồi xa cũng được nữa. Ổng kêu đường này nhiều ổ gà lắm. Thế xong cái bảo không em không sao em không té được đâu. Mình nói giờ mình lỡ ôm ổng á, xong tí mắt ổng lé thật là mình phải cưới thật. Cái thôi không có ôm. Sau cái về tới đơn vị, ổng cởi mắt ra ông bảo nè mắt anh đau mắt thiệt nè. Xong bảo ồ nhìn cũng được trai ta, thế là cũng được thôi cưới đi. Thế là xong cái về là chuẩn bị đám cưới. Mà lúc đó là em bao nhiêu tuổi? Dạ lúc đó em 22 tuổi. Em đang là sinh viên năm 3. Ủa nhưng mà cưới là lúc đó là ra trường chưa? Dạ chưa. Thì bọn em gặp nhau rồi cưới đi đến hôn nhân là vọn vẹn chỉ cho có 2 tháng thôi. Sau khi cưới rồi đó, thì hai em có ở gần nhau không? 2 năm. 2 năm trời. Và những khó khăn như thế nào ập đến với em trong 2 năm đó? Khó khăn thì cái lúc mà cưới nhau về mà cứ thấy 3 tháng rồi mà chưa thấy có cái gì á. Xong nghĩ trời ông này chắc ông tịch quá. Xong cái em cứ nghĩ xong cái ổng kêu tháng thứ 4 mà còn không có em bé nữa thì vợ chồng mình ra đây đi khám. Xong mới bảo nếu mà lỗi do anh á thì anh thả cho em đi lấy người khác, không có làm em khổ. Xong cái em ra được 1 tháng ăn dầm ở dề ngoài Hà Nội á. Thì xong cái đến tháng thứ 4 là về vợ chồng em có tin vui. Trời ơi, trong suốt quá trình mang bầu á, em tủi thân lắm luôn á. Cái đi khám bầu không có ai đi cùng hết. Cái nghĩ trời xong giống mình giống kiểu hoang quá. Xong cái bắt đầu mà thôi ráng đi, chồng mình đang làm ngoài không phải là chồng mình đi chơi. Xong quá trình đó là đến lúc em sinh thằng cu nhà em được hơn 2 tháng thì anh chồng mới vô. Lúc em đi sanh cũng đi sanh mình luôn? Dạ em đi sanh thì có mẹ chồng. Cái mẹ chồng em nói là cũng đừng có báo cho nó, sợ nó lo. Lúc mà em đau đẻ lên trời, em nghĩ sao nhiều người được sướng ấy, được chồng dìu dắt vô phòng đẻ rồi an ủi. Mình em có đi dọc hành lang mà đâu đẻ. Xong cái tủi thân quá. Nhưng mà cũng ráng rồi, cũng qua hết rồi chị. Rồi bao lâu thì em mới về? Sau 2 tháng thì em mới bắt đầu từ Hà Nội em bay về Sài Gòn thăm vợ. 2 tháng? Dạ. Ủa, lúc đó vợ sinh ở Sài Gòn hả? Dạ, vợ em lúc đó thì bố mẹ em đang ở Bình Dương. Nhưng mà bố mẹ em làm ăn trên Bình Phước, là vợ em lại sinh ở trên Bình Phước. Đó hả? Rồi là em bay vô gặp con. Dạ. Rồi cái lúc đầu tiên em nhìn thấy con em, cái cảm giác em sao? Em thì lúc đó thì em rất là vui. Mà lúc đó em thấy buồn cười, là bảo ủa, mình tuổi trẻ này đã làm bố rồi. Lúc đó em bao nhiêu tuổi ta? Lúc đó em 26 bắt 27 ạ. 26 còn vậy là 21 nè. Dạ. 22. Có bầu là 23. Tức là em sanh là lúc em 23 tuổi. Dạ. Em có hối hận không? Dạ. Là sao mà mình đẻ sớm, mình lấy chồng sớm quá. Không, hối hận thì em chưa có nghĩ đến chuyện hối hận. Mà chưa bao giờ nghĩ hối hận mà. Lần sau, kiếp sau đẻ ra có lấy chú bộ đội nữa không? Dạ, có chị. Nó vẫn lấy chú bộ đội luôn. Có cái khổ, có cái sướng gì. Xuống cái sướng mình lấy bộ đội là sao? Dạ, lấy bộ đội nếu mà được ở gần anh bộ đội á, thì hầu như tất cả mọi việc trong nhà thì hầu như là ảnh lo hết.
anh lo từ A đến Z, đón con rồi nấu cơm, em đi làm về chỉ có việc tắm rồi ăn cơm thôi, nghỉ ngơi thôi. Các bạn chưa lấy chồng nhớ nghe cái câu chuyện của cô này, về chắc kiếm mấy ông bộ đội cưới hết nha. Sao bây giờ vậy luôn? Dạ, tới bây giờ vẫn vậy. Còn sướng gì nữa không? Em thì không biết các ông chồng bộ đội khác như thế nào, nhưng mà ông chồng em thì ít nhậu nhẹt, rồi dạy con rất là nghiêm. Là em sướng ở chỗ đó. Khổ. Dạ, khổ thì anh đi công tác này nọ, mình em với con. Thằng con nó nhỏ xíu mà mới có 1 tuổi, mà mình em hai bên nội ngoại cứ kêu là thôi bây giờ để bố mẹ vô phụ cho. Cái em nói là thôi bố mẹ cứ để đó xem cái bản lĩnh của con như thế nào đã, để coi con có làm được không. Cái lúc mà biết ảnh đi Ấn Độ để học tập á, thì cái em cũng buồn lắm. Nhưng mà thôi, bây giờ mình mà buồn là ổng này ổng không yên tâm ổng đi, thôi mình cứ ráng vui đi, ổng đi. Mà ở nhà trời ơi, em cảm giác mà em không có làm được luôn á. Thay vì sáng ra là ổng đưa con đi rồi, mình chỉ có việc thay đồ rồi đi làm thôi. Bây giờ là mọi việc từ A đến Z đều do một tay mình hết. Mà chưa kể là thằng con nó 1 tuổi thì nó nhiều cỡ lắm, cho nhiều lúc em mệt mỏi lắm luôn á. Nhưng mà cứ ổng này một ngày ổng gọi bên Ấn Độ về mà ổng gọi 3-4 lần. Cứ sáng ra là em đi làm chưa, em ăn sáng chưa. Rồi cái trưa lại em ơi em được nghỉ trưa chưa, em ăn cái gì, trưa nay em ăn cái gì. Rồi chiều dậy em ơi em đã dậy để đi làm chưa. Ổng gọi thường xuyên vậy, thành ra mình có mất cái cảm giác xa cách với ổng rồi. Xong bẵng 1 năm ổng về thì em nói ủa mình làm được, cái mình không có cái kiểu mà ỷ lại. Tức là mình đã vượt lên chính mình được rồi. Đúng rồi, đã vượt lên chính mình. Mình đã thấy quyền linh rồi. Là tụi em là lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ, vợ chồng em lấy nhau chính thức là tròn 4 năm 2 ngày. Rồi bây giờ trong 4 năm đó có tật xấu gì lòi ra không? Trước khi cưới á, cô ấy nói một câu là anh cứ lo mọi chuyện đi, còn tất cả việc nấu ăn để em. Ồ. Cái bà nấu ăn ngon lắm đúng không? Dạ, không, lần đầu tiên về làm dâu thì em biết luôn ạ. Là cho một món cá kho mà bố em không ăn nổi, là tại vì là cô ấy ở gần biển chắc nhiều muối. Hai nữa là em mà ví dụ em có nhắn tin với ai một cái bắt đầu giật máy. Anh nhắn tin với ai? Làm em nhiều khi đang nhắn tin bạn thấy xấu hổ. Bạn đâu biết đâu xấu hổ. Rồi còn gì nữa? Có cái nữa là cứ có một lần là em thì em xỉn rượu về, con thì tóc tốt. Hôm đấy em cắt tóc cho con, bình thường thì em cắt tóc cho con thì cũng đẹp lắm. Nhưng hôm đấy nào em lẹm quá đà, con chọc mất đầu. Rồi, cái này bị bắn hả? Không ạ, nghĩ sao mà ông lấy thân đơn, cạo 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 ra ra. Mình chắc ngày thường ông cắt tóc cũng đẹp, thôi chắc nghĩ là chắc ông cũng chuẩn, thôi cứ làm rau đi đã rồi tính sau. Cái lên nhìn thấy con nguyên, có nguyên cái chỏm này thôi là sắp đứt rồi, là sắp coi như là cái đầu là trắng bóc luôn, không còn cọc tóc nào. Xong cái em mới điên quá, em giật con đi, bảo anh làm trò gì vậy. Xong bảo đưa con đây, con của anh mà. Xong cái bảo em bảo con ai, tôi không đẻ, ai lấy, anh lấy đâu ra con. Thế là xong cái ổng bảo đưa đây anh cắt tiếp, anh cắt đẹp mà. Rồi sau cái lúc đó là em đùng đùng cái em đòi bỏ đi. Em nói trời anh không nghe em thì thôi giờ bỏ trong cái. Nhưng mà được cái lão này không bao giờ lão xưng gọi là xưng tao mày hay là gì hết. Chưa bao giờ xưng cô mà chỉ có xưng em với tôi, là lúc đó lão tức nhất là em với tôi. Rồi giờ tới em đó. Nói chung là chồng em thì cũng không có cái điểm xấu gì, chỉ có điểm xấu duy nhất là ổng giận ổng hay im lặng đó. Em khó chịu lắm, em thích cãi nhau là phải có con người đối diện nói lại cơ. Lý do gì mà em im lặng vậy? Tại vì em là nghĩ là em mà cãi nhau với phụ nữ thì cũng không hay lắm. Thôi cứ để vợ thắng đi. Em cứ cho nói hoài, nói miết. Em một là đi ngủ, hai em ra ngoài uống xong ly cà phê về hết nói là thôi. Mình là chia sẻ với bạn, mình giống bạn cái điểm. Không bao giờ nghe lộn. Bây giờ thì em mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Em mong muốn vợ em là nói thì cũng phải nghĩ xem là nói chồng những cái gì. Tại vì công việc của em nó cũng không giống như những người làm ở ngoài. Tại vì là thời gian của em thì nó cũng gò bó. Nên là em chỉ mong là vợ em hiểu làm sao là biết là cái thời gian của em nó như thế. Chứ không phải là ép em làm cái này cái kia được. Còn thay đổi nữa là có cãi nhau thì thôi đừng bảo viết đơn nữa. Bố mẹ em bảo là đã lấy nhau rồi thì tối kỵ đừng bao giờ nói câu đó. Kiêng, tức là ông bà kiêng. Dạ.
Không biết mọi người có cảm giác giống như tôi không, là ở trong cái thời bình như vậy á, tự nhiên mình gặp một cái đôi vợ chồng á mà rất giống như trong những cái câu chuyện mà của thời chiến tranh hoặc là những cái bộ phim á. Họ yêu xa nè, họ chờ đợi, họ gọi là yêu nhau một cách tuyệt đối, có nghĩa là không cần điều kiện gì cả, chỉ biết là mình yêu thôi. Thì đây là một cái tình yêu rất là đẹp, theo chị thấy như vậy. Ngoài những cái việc mà nó có những cái lợn cợn nhỏ 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 của tất cả những cặp gia đình khác, thì cái tình yêu của tụi em á rất là lý tưởng. Cho nên là nếu mình đã đến được với nhau, mình đã có được nhau rồi thì phải nên giữ. Và hơn ai hết là em nghe chồng em có một cái mong muốn là mong em hiểu cái công việc của ảnh và em thông cảm, và đừng bao giờ nói chuyện chia tay, bởi vì đó là cái điều mà không bao giờ cái người chồng mà làm cái nghề này họ mong muốn, bởi vì họ phải yên tâm với cái hậu phương vững chắc. Cho nên khi mà anh quyết định lấy em á, là anh chỉ có mong muốn một điều là để xem hậu phương này có vững chắc hay không. Thì chị nghĩ rằng em luôn luôn nên làm cái điều đó cho anh yên tâm, đúng không? Rồi, cảm ơn tụi em rất nhiều nha. Tìm cái khóa thì anh không gọi vợ ơi khóa để đâu, khóa đâu, xấu thì cũng không có, được cái là thương vợ. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng tiếp theo. Xin chào hai bạn. Lâm Cúc, Mai Hồng Vân, Dòng Hùng Thuận, Chi Trang, Biên Gặp, Việt Hòa, từ cái này. Em nói đã được tiếng Việt. Hả? Em đã được tiếng Việt chị. Tiếng Kinh chứ hả? Em là người ED. Dạ đúng ED rồi. Thì đây là em nói được tiếng Kinh, đúng không? Tiếng mình là gọi là tiếng Kinh đúng không? Kinh. Dạ dạ đó. Dạ. Em là Hồ Quan Nia, đến từ Đắk Lắk, năm nay 29 tuổi. Hồ Quan Nia. Dạ. Em là nhân viên chăm sóc khách hàng. Dạ. Chào anh Quang, chào Bình Giang. Em là tên là Lương Hành Giang, quê ở Bình Dương. Ngày công việc của em là thịt ngon của bắc đế. Giang có cảm thấy? Có. Đúng không? Em ở nhà em nói tiếng Kinh dở hơn vợ. Thưa quý vị, cho chàng pháo tay để cổ vũ cho anh. Chắc có lẽ là lấy vợ là người ED cho nên bây giờ là quen ở tiếng ED. Đúng rồi. Chắc cũng thấy vậy là vậy đó. Ở bằng cô vợ. Đó. Rồi mời em giới thiệu lại. Em là Lương Thanh Giang. Lương Thanh Giang. Lương Lương Luân Thanh Giang. Lương Thanh Giang. Rồi tiếp tục. Quê ở Bình Dương. Quê ở Bình Dương. Công việc. Công việc là thịt ngon quốc tế, công ty Labason. Rồi, đây rồi. Công việc của bạn là gì? Thịt ngon quốc tế á. Cái gì? Là bên công ty thực phẩm á. Thực phẩm á, thịt ngon. Dạ. Thịt ngon quốc tế. Thịt ngon quốc tế. Thịt ngon đúng không? Thì hôm nay rất là vui bởi vì đây là một cô dâu người dân tộc đầu tiên đến tham gia với chương trình. Cho nên là anh Thuận anh rất là phấn khích. Và bây giờ thì xin tất cả mọi người một tràng vỗ tay với cô dâu AD. Ngô bộ đồ này có phải là cô dâu mặc không ạ? Dạ, cái này là bộ thổ cẩm truyền thống của người đồng bào ED. Dạ, chủ yếu là cô dâu thì mặc bộ này là trong cái tiệc mà đi bắt chồng. Là bộ này là để đi bắt chồng? Đúng không? Dạ. Nếu không mặc bộ này thì có được bắt chồng không? Dạ, cũng bình thường mà này tượng trưng là mình phải mặc là cái bộ truyền thống của mình. Dạ. Có thể kể sơ về cái tục mà bắt chồng á. Đi bắt chồng là sao? Bắt chồng á. Có nghĩa là nam nữ mà thích nhau á thì về nhà hỏi ba má, thì ba má cử một người đại diện là qua bên đàn trai hỏi, thì sau khi hỏi là mình đưa vòng nè, nếu mà đàn trai nhận á là đồng ý cho hỏi. Rồi bắt đầu mình phải chịu cái tục là gọi là thách cưới của bên nhà trai. Đấy là bên đàn trai có thể đòi của hồi môn ngược lại bên người Việt mình. Vậy hả? Dạ. Thấy là có tiền mới lấy được chồng. Tức là cái đây là cái phong tục nó còn chịu ảnh hưởng của chế độ mẫu hệ đó. Đúng rồi dạ. Trời ơi, ước gì mình được sống cái thời đó. Trời ơi, tôi mà sống thời đó chắc bao nhiêu cô gái bắt tôi. Trời ơi. Nhưng mà nhà em thường thường á là cái phong tục này, như mình bắt một người chồng như vậy thì mình phải mất bao nhiêu tiền? Tùy theo bên gia đình chồng. Thì hồi xưa quy ra con bò hoặc là con heo. Nếu mà nhiều giàu hơn thì con voi. Giờ thì nó quy ra tiền hết rồi. Là cỡ bao nhiêu ta? Giờ chị nuôi biết voi nhiêu con? Tại em có hai đứa em thì nó cũng vừa mới cưới. Tại vì hai đứa đều nhà nghèo hết nên là bên gia đình á thách cưới thì khoảng tầm
40 triệu. Wow. Đó chỉ là mới hỏi sơ thôi. Xong rồi mình qua thỏa thuận lại hai bên nữa thì trả trước một nửa chẳng hạn, còn nửa nợ khi nào hai đứa tự làm thì trả sau. À. Dạ. Wow. Nhưng mà cuối cùng thì em cưới ông này là em có phải mất tiền về cái chuyện mua chồng không? Dạ cũng có. Tại vì em nói là đợi cuối năm cưới. Mà cuối năm nó công việc của em vậy, em đi làm vậy nó nhiều việc lắm. Xong kêu thôi nếu mà được tháng sau cưới luôn. Kêu là xin mẹ, kêu nó mẹ không có tiền, anh cũng không có tiền nữa. Thôi bắt đầu quyết định với em ứng trước đó. Ứng hết luôn. Tại vì đợi nó cũng không có biết đếm nhiều nữa, cứ đi chụp hình cưới để rút ra cưới, đi xe để lấy tiền đi xe. Biết rồi, tôi hỏi nhiều đang biết sao không? Đang hỏi trả chưa? Trên đầu nhỏ dùng đó. Dạ không nói nè, dạ. Trả tôi cho đó. Thì đúng là em cưới xong em lời được ông chồng thiệt. Lời lớn không? Nhưng mà sau khi cưới rồi, bao lâu có em bé? Tụi em mới có đây 2 tháng à. Nhưng mà đã có đủ điều kiện để có thể mình đón chào một cái em bé ra đời chưa? Dạ, hai mẹ chồng cũng chuẩn bị rồi. Anh nhìn thấy ông xã em chắc có lẽ là người đàn ông này không bao giờ biết bia, bọt, rượu, chè luôn hết. Dạ có nhỉ. Lâu lâu à, lâu lâu thôi, chứ bạn bè thôi. Ông né rồi, ông nói là nếu mà chồng có uống, vợ ngăn lại liền, không có cho uống. Tại vì có một đợt mà trên Bình Dương đám giỗ mà ông xỉn đến nỗi mà em phải chở từ Bình Dương về Sài Gòn. Một tay em cầm lái, một tay em dịp người say. Trời ơi. Dôi mà bả. Sáng ra hỏi ảnh đi làm. Ảnh đi làm, ảnh về, ảnh đi làm, không giờ đi làm. Ủa trưa em về, ông thấy ông chồng đâu, hỏi gọi điện kêu anh đi làm rồi. Hỏi em hôm qua biết chuyện gì không? Không biết gì hết. Ủa sao về nhà biết được không? Không biết. Kêu vợ chở, biết là vợ chở thôi. Mà cho từ đó là ông cũng thề chắc không uống được rồi đó. Vậy đó hả? Dạ. Rồi, bây giờ mình tới cái phần hấp dẫn đi nha. Nghe, đó là sau khi cưới về, bữa nay là 6 tháng rồi đúng không? Dạ. Mọi người có đồng ý là anh chồng quá hiền không? Ngon à. Vậy cái người hiền như vậy thì có thật xấu không? Dạ, ảnh là được xấu thì cũng không có. Được cái là thương vợ. Cho nên là từ bữa giờ cưới thì em không phải giặt đồ, không phải lau nhà, nói chung không phải làm gì hết á. Anh làm hết? Dạ, anh làm hết. Chỉ có lâu lâu em nấu cơm cho anh thôi. Mà cái là hơi cọc tính thôi. Người gì mà không tính hả? Không, nói là nói những cái câu trống không. Em thì anh thích ngọt. Nó ví dụ như câu trống không sao? Giống như anh tìm cái khóa thì anh không gọi vợ ơi khóa để đâu. Khóa đâu? Trống không. Đó. Em không có chủ ngữ. Em không có chủ ngữ, về ngữ là em không có thích. Nghe chưa. Gọi giờ tới ông đó. Dạ em có điều đi làm trong công việc á, như khách hàng nóng tính được á. Không biết chữ ai cái giờ cái nhắc tên cho chồng á, chữ chồng vậy đó, tính coi như là dựng cá chém thớt đó. Em là chuyên môn là bị làm cái thớt bị chém á, đúng không? Đúng rồi. Anh làm đi làm về cái chiều á, rồi cầm đi máy điện thoại lên phải để ý đó, là hết nhắc nó biết sao được bị chữ à. Em bị chữ quầy hả? Cách 2-3 ngày vậy đó, 2-3 ngày cái chửi bằng miệng không bao giờ thốt nên lời, em chỉ có chửi bằng tin nhắn thôi. Thí dụ chửi sao đâu gì chứ. Nói chung em cứ lôi cái chuyện là cưới ông rồi tôi này nọ, khổ sở vậy đó. Khổ sở đôi khi qua tin nhắn. Tin nhắn mà nhắn dài học luôn. Nhắn dài xong luôn á hả? Chửi chắc đã hơn. Rồi có bao giờ em nhắn lại không? Em hỏi là ủa chuyện gì vậy, đâu có kiếm chuyện gì đâu, đi nói ra này kia. Có vậy thôi. Mỗi lần nhắn là ông có nhắn dài không? Ông không nhắn là em chửi nữa. Những lúc chửi xong thấy tội, mà về nhà thì em là vẫn ngọt. Chửi nhưng mà vẫn cưng chồng. Dạ, cưng được, trời ơi. Chỉ có nhắn tin thôi, là em nhắn những cái tin nhắn của em mà đọc phải thấm. Có thấm không? Thấm luôn vậy. Rồi giờ em mong muốn ông xã thay đổi điều gì? Mong sao ổng nhanh hơn chút xíu để mà kịp theo nhịp sống Sài Gòn nè. Còn em mong muốn vợ em thay đổi gì? Để tính tình thôi. Tính tình thôi. Đi làm mà được cái nhắn tin đó. Được cái nhắn tin nữa. Đi là đừng nhắn tin đây, chửi chào nó mắng lên đây nữa. Chửi thẳng luôn, đừng nhắn tin nữa, mệt mỏi. Rồi. Là bây giờ đó là. Thiên dễ sợ. Là bây giờ em phải làm sao cho bé hạ cái việc nhắn tin lại, đừng cho giận lên nữa, tại vì bị ảnh hưởng tới em bé. Bây giờ chị thấy vậy nè ha,
Em á, mặc dù em có sống ở Sài Gòn đi chăng nữa thì là cái cội nguồn á, cái mà gọi là cái tập tục á, mang cái cách sống của chế độ mẫu hệ đó, cái đó là chị nói thực sự là như vậy luôn. Và vợ em á sẽ rất khó bỏ cái chất đó trong người. Em hiểu ý chị không? Nhưng mà theo chị thấy là không nhất thiết phải bỏ, là bởi vì như vậy cổ mới thành công trong công việc và mình phải chấp nhận thôi. Tại vì mình lấy một người con gái dân tộc AD với một cái truyền thống người ta như vậy là mình phải chấp nhận, có nghĩa là cổ sẽ là trụ cột gia đình. Cái đó em phải nhìn nhận thôi chứ em đừng có đòi hỏi chồng em làm trụ cột à, đúng không? Đúng rồi. Thì mà khi em đã nhìn nhận ra cái điều đó rồi thì em phải thấy rằng á, rồi á, thì em sẽ hiểu được là nếu em đi ra ngoài xã hội, ở ngoài em làm, ở nhà có một người chồng như thế này để sát cánh với con của em thì em sẽ yên tâm. Cho nên là chị nghĩ là em đừng đòi hỏi anh quá nhiều, có nghĩa là sức anh tới đâu anh sẽ làm đến đó. Em hiểu ý chị không? Và em phải nhìn nhận cái điều đó. Đó thì mình thương chồng mình hơn, mình yêu chồng mình hơn, để sau này chi chồng mình á thương con mình, lo cho con mình, mình yên tâm mình đi làm. Chứ giỏi không? Ok không? Ok. Em hạnh phúc nha. Dạ.